Mọi người có khỏe không? Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Chi lại để cái góc quay này thêm một video nữa để cho mọi người có thể nhìn thấy bài, cùng xào bài cùng với Chi ha. Không phải nhìn Chi nhiều quá ngán. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chủ đề mà lâu lắm rồi Chi không có quay lại cái chủ đề tình cảm. Cho nên là ngày hôm nay Chi sẽ quay lại một chút với chủ đề tình cảm. Và cái câu hỏi cũng sẽ rất là mở thôi, Chị sẽ không đi vào câu hỏi nào cụ thể cả. Chị sẽ đi vào cái câu hỏi mở, lời nhắn gì, thông điệp gì dành cho tất cả các bạn trong chuyện tình cảm, trong chuyện tình yêu, mà các bạn đang cần nghe, bất kỳ thông điệp gì mà các bạn đang cần nghe nhất. Và chị sẽ tập trung vào chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa. Không có nói về bạn bè hay là gia đình. Và nếu như trong cái trải bài này mà nó có pop up lên, nó có hiện lên một chút liên quan tới bạn bè gia đình thì Chi cũng sẽ nhắc. Nhưng mà nói chung là Chi sẽ tập trung nhiều về cái khía cạnh tình cảm. Bất kỳ vấn đề gì để là cái lời nhắn thông điệp cho các bạn ngay tại thời điểm này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có ba tụ. Tụ thứ nhất, Thạch Anh Vàng. Tụ thứ hai, fluorite gì đó, fluorite xanh. Và thứ ba là Thạch Anh Khói. Ok, các bạn hãy dừng lại video nếu như mà cần phải chọn kỹ hơn ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ đầu tiên, tụ số 1, Thạch Anh Vàng. Ta sẽ xem lời nhắn gì cho chuyện tình cảm dành cho tụ 1 ngay tại thời điểm này. Các bạn có thể tua tới đoạn đọc bài ha. Lời nhắn cho tụ 1 trong chuyện tình yêu tình cảm ngay tại thời điểm này. Ngày hôm nay thì Chi sẽ để câu hỏi mở, không có nhất thiết là phải có bạn, có người yêu rồi, có đối tượng rồi hay là còn đang độc thân hoàn toàn, thì Chi sẽ để câu hỏi mở và nhận thông điệp nhiều nhất có thể. Thông điệp tình yêu dành cho tụ 1 ngay tại thời điểm này. Thông điệp tình yêu dành cho tụ 1 Thạch Anh Vàng ngay tại thời điểm này. Cảm giác như tụ này nhiều phần độc thân hơn là có đối tượng ấy, hoặc là có đối tượng rồi nhưng mà vẫn chưa bước vào mối quan hệ tình cảm, vẫn còn đang lập lằng mập mờ, hoặc là đang trong giai đoạn tìm hiểu, hoặc là các bạn hoàn toàn không có ai cả. Lời nhắn trong chuyện tình cảm, thông điệp tình cảm dành cho tụ 1 cần nghe ngay lúc này. Thông điệp tình cảm mà tụ 1 cần nghe ngay lúc này. Thông điệp tình cảm mà tụ 1 cần nghe ngay lúc này. Tụ 1 các bạn có khỏe không? Sắp tới lễ Giáng sinh rồi. Chị cảm giác như các bạn đang bất an cái gì ấy. Chị không biết là các bạn có đang bất an trong chuyện tình cảm của mình không, nhưng mà chị có một cái cảm giác khá là bồn chồn và bất an của tụ 1. Thông điệp tình cảm dành cho tụ 1. Một lá nữa đi.
thông điệp tình yêu dành cho tụi một ngay tại thời điểm này. Thông điệp tình yêu dành cho tụi một ngay tại thời điểm này. Thông điệp tình yêu dành cho tụi một ngay tại thời điểm này. Thông điệp tình yêu dành cho tụi một ngay tại thời điểm này. Thông điệp tình yêu dành cho tụi một ngay tại thời điểm này. Ok, ta sẽ cần cùng lật bài. Thông điệp tình yêu dành cho tụi một ngay tại thời điểm này. Các bạn có Queen of Swords. Mong là mọi người sẽ nhìn thấy một chút. Các bạn có 8 kiếm. Các bạn có 6 xu. Thông điệp tình cảm dành cho tụi một ngay tại thời điểm này. Các bạn có The Fool. 3 gậy. Wow. Ok. Các bạn có The Tower. Chị nói mà chị cảm giác tụi này đang độc thân ấy. Đúng kiểu là độc thân. Một là các bạn đang ở trong cái tình trạng là kiểu độc thân mà kiểu độc thân lâu lắm rồi không có người yêu ấy, hoặc là chưa bao giờ, hoặc là đối với một số bạn còn chưa bao giờ có một cái mối quan hệ chính thức, hoặc là các bạn đang rất là độc thân, hoặc là các bạn đang ở trong một cái tình huống mà các bạn chờ đợi cái câu chuyện tình cảm nó đến với mình á. Nó nghĩa là các bạn đang ở trong cái tình trạng là chờ đợi một cái tin tức từ một cái người nào đó, chờ đợi cái lời nhắn hay là cái thông điệp hay là cái sự mở lòng từ một cái người nào đó, hoặc là chờ đợi một cái gì đó nó sẽ xảy ra với mình trong chuyện tình cảm á. Bởi vì các bạn đã cô đơn quá là lâu rồi, là các bạn bước ra khỏi cái mối quan hệ cũ của mình cũng được một cái khoảng thời gian khá là lâu rồi, và bây giờ các bạn đang rất là sẵn sàng chờ đợi trong một cái mối quan hệ mới. Các bạn đang rất là sẵn sàng chờ đợi trong một cái khoảnh khắc bắt đầu mới, một cái ngưỡng cửa mới trong cái câu chuyện tình cảm của mình. Và chị có một cái cảm giác chờ đợi rất là nhiều. Đối với một số bạn thì ngay từ lúc đầu như chị nói á, đối với một số bạn mà các bạn cảm thấy bất an, hồi hộp, hoặc là cảm thấy bất an ấy, kiểu như là cứ hồi hộp và cứ khó nghĩ một cái vấn đề gì đó trong cái chuyện tình cảm của mình á, thì các bạn cũng đang ở trong cái tư thế là chờ đợi như này. Các bạn đang ở trong cái tư thế là chờ đợi một cái sự ngỏ lời nào đó từ cái người đối phương, hoặc là từ cái đối tượng crush của mình. Bạn đang chờ đợi một cái thông tin gì đó, hoặc là một cái bật đèn xanh của họ để bạn có thể tiến tới á. Và bạn đang cảm thấy rất là bất an, sợ hãi với cái nguồn năng lượng này. Chị biết rằng là trong những cái ở đây, khi mà chị bốc lên được cái lá này á, là tám kiếm này á, thì chị có một cái cảm giác là cái vòng lặp sợ hãi nó đang lặp lại đối với bạn. Có nghĩa là bạn sợ rằng là bạn không đủ xứng đáng để mà cái người đó tới với mình, không đủ xứng đáng để mà bắt đầu cái mối quan hệ này. Hoặc là bạn sợ rằng là mình sẽ cũng, bạn không còn, nó conflict như này này, nó xung đột như này này. Có nghĩa là bạn chờ đợi một cái tình yêu mới, bạn sẵn sàng đến với một cái tình yêu mới, sang một cái trang mới trong cái trạng thái rất là bình yên, trong một cái trạng thái là rất là ok, mình rất là ổn và mình rất là muốn đến với một cái mối quan hệ mới. Nhưng đằng sau cái tâm trí của bạn nó vẫn còn một cái sự sợ hãi và sợ rằng là cái mình không đủ xứng đáng với một cái mối quan hệ mà rất là tốt đẹp. Hoặc là ơi rồi đến một thời gian xong rồi mình sẽ lại nhận được bài học, mình sẽ lại phải trải qua những cái thử thách và nó sẽ lại độc hại một lần nữa như vậy. Có nghĩa là bạn cứ sợ những cái vòng lặp nó xảy ra. Nhưng mà chị sẽ nói với mọi người như thế này, chắc chắn 100% ở trong cái cuộc sống của mọi người và trong những cái mối quan hệ của mọi người, cho dù là mọi người thức tỉnh hay chưa, chữa lành hay chưa, thì nó sẽ vẫn có những cái thử thách nó đến để nó lặp lại cái vòng lặp cũ một lần nữa.
cho dù là cái người đối phương lặp lại như vậy hay là bản thân bạn lặp lại cái trạng thái này như vậy, và ở đây chị nhìn thấy là bản thân bạn lặp lại cái trạng thái sợ hãi một lần nữa, cái trạng thái là self-doubt á, cái trạng thái nghi ngờ bản thân, nghi ngờ cái giá trị của bản thân mình á, thì nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng quan trọng là bạn ý thức và bạn bình yên ở trong cái bài học đó đến đâu. Khi mà bạn thức tỉnh rồi, bạn có những cái nguồn kiến thức về tâm linh, về chữa lành rồi, thì bạn sẽ cảm thấy là ngay trước tất cả những cái nỗi sợ hãi đó, bạn vẫn có thể điềm tĩnh, vẫn có thể bình yên, vẫn có thể bước qua những cái thử thách đó bằng cái cách là observe nó, ý thức quan sát nó và đưa mình ra khỏi cái trạng thái vòng lặp cũ. Còn lại nó xảy ra, nó vẫn sẽ xảy ra, những cái thường ngày, những cái khó khăn, những cái thử thách trong một cái mối quan hệ. Nhưng để làm gì? Để bạn thấy và vũ trụ thấy rằng là bạn đã vượt qua cái bài học đó rồi và bạn yên bình. Càng ngày cái độ khó của cái bài tập đó nó như thế nào, nó còn quan trọng, nó còn phụ thuộc vào cái việc là bạn nhận thức cái vòng lặp đó đến đâu. Thì ở đây chị thấy rằng là cái việc mà bạn đang chờ đợi á, bạn có The Tower và Knight of Pentacles, cái việc The Hangman, Queen of Wands và Three of Swords, cái thứ mà bạn đang chờ đợi, chị phải nói là cái điều mà bạn đang chờ đợi. Tất nhiên chị không cổ vũ cho cái việc là mình cứ phải chờ đợi vào một cái điều gì đó, nhưng ở đây bởi vì chị cảm nhận được cái nguồn năng lượng của cái việc là bạn đã ý thức được cái việc chữa lành, đã ý thức được cái việc yêu thương bản thân rồi, cho nên chị thấy là cái điều này nó sẽ xảy ra rất là sớm thôi. Mặc dù là ở bạn đang ở trong cái tình trạng là chờ đợi tin, và cái tin đấy nó đến khá là chậm trong cái khoảng thời gian này, cho dù đó là một người, cho dù đó là một người bạn đang chờ đợi cái đèn xanh của một người, hay là chờ đợi một cái tin nhắn, một cái sự ngỏ lời nào đó, hoặc là một cái giải quyết nào đó để nâng tầm cái mối quan hệ mà bạn đang có với cái đối phương này lên, hoặc là bạn đang hoàn toàn độc thân và bạn chờ đợi một cái người nào đó, cái soulmate của mình đến á, thì hãy nhớ rằng là họ đang trên đường tới và nó sẽ tới một cách rất là bất ngờ trong cái khoảng thời gian sắp tới. Trong cái khoảng thời gian sắp tới, và chị nghĩ rằng là nếu như mà ngày hôm nay chị đã đưa cái video này lên, thì chị nghĩ rằng là cái khoảng thời gian mà bạn sắp gặp cái người này á, và sắp có cái tương tác với cái điều mà bạn đang chờ đợi á, nó sẽ rất là nhanh thôi. The Tower ở đây nó thể hiện cho một cái sự bất ngờ sắp tới rất dễ đến một cách nhanh chóng, và đặc biệt là Knight of Pentacles. Cái Knight of Pentacles ở đây á, nó là một cái nguồn năng lượng mà chậm rãi và ổn định, nhưng chị thấy rằng là bạn đã đợi cái điều này rất là lâu rồi, bạn đã kiên nhẫn cho cái điều này rất là lâu rồi, cho nên là cái khoảng thời gian sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà cái điều này nó xảy ra một cách rất là bất ngờ, và nó sẽ đến vào cái lúc mà bạn cảm thấy mà bạn không ngờ nhất. Nó sẽ đến vào cái lúc mà bạn không ngờ rằng là nó lại đến, có nghĩa là khi mà bạn dường như là bạn đã buông bỏ rồi, bạn đã kiểu như là ừ thôi mình không chờ đợi một cái điều gì nữa, mình tập trung vào bản thân mình, chăm sóc bản thân mình, tự mua hoa, tự hẹn hò với chính bản thân mình, tự chăm sóc, thì cái người đó họ nhìn thấy cái ánh sáng đó từ bạn. Chị không biết là bạn đang chờ đợi người nào, bạn có đối tượng hay chưa, nhưng mà kể cả là bạn độc thân hoàn toàn hay là độc thân có đối tượng, thì chị cũng thấy là có một cái người nào đó họ nhìn thấy cái ánh sáng này từ phía bạn, và họ sẽ rất bị thôi thu hút bởi cái ánh sáng này của bạn. Cái lá ba kiếm và cái lá tám kiếm ở đây chi sẽ đặt nó nằm cạnh nhau, bởi vì chi cảm thấy rằng là cái việc mà bạn chờ đợi này á, nó mang lại một cái sự sợ hãi vòng lặp như chị đã nói đối với mọi người, đối với các bạn từ nãy đến giờ. Đó là một cái vòng lặp của cái sự sợ hãi rằng là mình sẽ không xứng đáng, hoặc là một cái vòng lặp của cái mối quan hệ cũ, một cái mối quan hệ nó đã từng xảy ra, nó đã một người nào đó đã làm tổn thương bạn rất là nhiều, hoặc là bạn đã làm tổn thương người nào đó rất là nhiều, và cái vấn đề vòng lặp này bạn lại một lần nữa bạn sợ hãi là nó sẽ xảy ra. Hoặc là cái người mà đối với một số bạn mà bạn đã có đối tượng rồi nhá, có thể là cái người đó họ có một cái ngoại hình, hoặc có một cái tính cách, hoặc có một cái vibe, có một cái năng lượng nó gần giống như cái người mà bạn đã cái người cũ mà bạn đã từng ở trong cái mối quan hệ, somehow, có nghĩa là bằng cách nào đó thì hai cái hình tượng đó nó gần như là giống nhau. Cho nên là bạn có thể là, hoặc là cái cách mà các bạn tiếp cận ngay từ lúc đầu với nhau á, nó giống như cái cách mà bạn đã từng tiếp cận với những cái mối quan hệ cũ, cho nên là bạn sợ. Cho nên là bạn sợ rằng là cái nguồn năng lượng của sự đau thương và tổn thương nó xảy ra một lần nữa. Thì chỉ muốn nói rằng là bạn đã chữa lành rất là nhiều, bạn đã cố gắng rất là nhiều, bạn đã make up your mind, bạn đã make up your mind, có nghĩa là bạn bạn đã kiểm, không phải là kiểm soát mà là đã chữa lành lại cái cho cái tâm trí của mình, đã làm việc với tâm trí của mình rất là nhiều, đã kiểm soát và cân bằng lại những cái suy nghĩ của mình rất là nhiều rồi.
Và ở thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà bạn đã rất sẵn sàng cho một cái mối quan hệ một cách bình yên rồi, cho nên chị nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian sắp tới, khi mà bạn đang tập trung nhất vào cái việc làm đẹp cho mình, hoặc là bạn đang, có thể là bạn gặp cái người này trong cái lúc mà bạn đang học một cái gì đó mới, một cái kỹ năng nào đó mới cho mình, đang tìm hiểu một cái gì đó mới, hoặc là bạn đang đến với một cái chặng đường mới để phát triển bản thân mình á, thì cái người này họ nhìn thấy cái ánh sáng của bạn và họ sẽ rất bị thu hút bởi bạn. Và cái điều này nó sẽ đến rất là nhanh thôi, nó đến như một cái món quà từ vũ trụ á. Nó đến như một cái sự hào phóng mà vũ trụ trao cho bạn trong cái khoảng thời gian mà bạn đã cố gắng nhìn cái thế giới và cái chặng đường của mình theo một cái góc nhìn khác, bình yên hơn, hạnh phúc hơn, nhiều tình yêu ánh sáng và cái sự phát triển dành cho bản thân hơn. Cho nên là vũ trụ tặng cho bạn cái món quà này, nó đến rất là sớm thôi. Và tại vì sao bạn phải chờ nó lâu như vậy? Bởi vì đây là một cái mối quan hệ vững chắc. Cái mối quan hệ tiếp theo của bạn ấy sẽ là một cái mối quan hệ vững chắc. Có thể là hai người sẽ đi từ những cái nó rất là chậm thôi. Nó bắt đầu rất là chậm thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái mối quan hệ cực kỳ vững chắc. Cho nên là bạn cần phải kiên nhẫn hơn một chút nữa. Nó sẽ xảy ra vào những cái lúc bất ngờ nhất và trong cái lúc mà bạn tập trung vào bản thân mình nhất. Mặc dù chị biết là cái câu này các bạn đã nghe rất là nhiều rồi, ok, phải kiên nhẫn, phải tập trung, phải yêu lại bản thân mình. Nhưng tất nhiên là mình vẫn muốn có một cái người nào đó đồng hành cùng với mình cho cái cuộc sống này nó vui hơn một chút xíu. Cho nên là hãy đừng lo lắng, họ sẽ xuất hiện vào trong cái khoảng thời gian bất ngờ nhất và sẽ rất là sớm thôi. Có thể là vào tháng này hoặc là tháng sau, một số những cái ngày mà chị nhìn thấy là ngày 6, ngày 16, 6, 16, 14 gì đó. Ok, tiếp chúng ta có experience, chúng ta có silence. Chị cảm giác như là có một cái đối tượng và consciousness. Có một cái đối tượng mà không biết là các bạn, có thể là các bạn độc thân có đối tượng hoặc là độc thân hoàn toàn nhá, nhưng mà có một người đang để ý đến các bạn trong yên lặng. Nghĩa là chị nhìn thấy cái năng lượng của kiếm ở đây, khá là nhiều cái năng lượng của kiếm ở đây, thì có thể là họ check bạn, họ thường xuyên check bạn, cái năng lượng của bạn, hoặc là nhìn ngắm bạn ở trên mạng xã hội. Cái người này họ có thể mang cung đất hoặc là cung khí, đất khí lửa, đều có đất khí lửa ở đây. Đặc biệt là có thể liên quan tới Bảo Bình, Thiên Bình, hoặc là Bạch Dương, Sư Tử, hoặc là Kim Ngưu. Đó là những cái cung mà chị đang nhìn thấy về phía họ. Hoặc là đây là cung của bạn. Thực ra là nó không quan trọng lắm, nhưng mà đây là một số những cái cung mà chị nhìn thấy. Có thể là cung mặt trời, cung mặt trăng, hoặc là điểm mọc của họ, hoặc là cung Venus, cung sao. Venus là sao gì nhỉ? Sao Kim đúng không nhỉ? Nói chung là các bạn sẽ biết cung Venus, chỉ nhớ mỗi tên tiếng Anh của nó thôi. Bởi vì cung Venus là đại diện cho tình yêu, cảm xúc, cho nên là có thể là trong cái bảng của họ thì họ thuộc một số những cái cung này ở trong một số những cái chòm sao đó. Và họ đang để ý tới bạn, họ đang nhìn ngắm bạn hoặc là check năng lượng của bạn thông qua social media như là Facebook, Instagram, hoặc là một số những cái nền tảng mạng xã hội, hoặc là họ nghe ngóng thông tin của bạn từ một ai đó, hoặc là sắp tới bạn sẽ được mời đến quen kiểu như là bạn của bạn ấy, qua bạn á, nhưng mà họ đang để ý bạn rồi. Tất nhiên là đây là trải bài chung, cho nên là hãy nhận thông điệp liên quan tới mình thôi nhá. Không phải là tất cả các bạn đều có cái trường hợp giống như vậy, nhưng mà chị thấy rằng là có một ai đó đang để ý bạn rồi. Và cái quan trọng của bạn ở trong cái khoảng thời gian này là trải nghiệm cái khoảng thời gian cuối cùng mà bạn đang ở trong cái trạng thái là single, cô đơn như thế này. Bởi vì mọi thứ sắp tới nó sẽ diễn ra cực kỳ nhanh, và vũ trụ đang sắp xếp nó một cách rất là yên lặng, một cách rất là kiểu như là nó sẽ tới một phát lúc nào mà bạn không biết ấy, trong cái lúc mà bạn đang tập trung vào bản thân mình nhiều nhất. Cho dù là bạn đang chờ đợi thông tin gì thì nó cũng đang trên đường tới. Các bạn có các bạn có new love và soulmate. Wow. Một cái người mới đang tới với mọi người sẽ chính là tri kỷ của bạn. Bởi vì bạn đã học được cái bài học của cái việc là mình chính là tri kỷ đầu tiên và chính đáng và tuyệt vời nhất của mình. Cho nên là khi mà bạn đã học được cái bài học đó thì cái người này họ sẽ được thu hút thông qua cái tần số đó đến với bạn. Và cái người này có thể là cái người mà bạn đã chờ từ rất là lâu rồi, và họ sẽ đến rất là nhanh thôi, trong cái khoảng thời gian rất là ngắn nữa. Chỉ thấy là 1-2 tháng nữa thôi, thậm chí là 1-2 tuần nữa thôi. Bạn sẽ nghe được cái thông tin từ họ rất là sớm. Và cái tụ này là một cái tụ độc thân, nhưng chị thấy rằng là có đối tượng rồi.
Còn bạn nào mà không có đối tượng thì chắc chắn là họ sẽ xuất hiện trong vòng rất là nhanh thôi. 1 tuần đến 2 tuần nữa thôi, họ sẽ xuất hiện rất là sớm. Bạn có you deserve love và unrequited love. Một số trường hợp mà chị nhìn thấy thì có thể là ở thời điểm này bạn có một cái đối tượng nào đó mà bạn cảm thấy rằng là bạn không còn muốn đầu tư thời gian cho cái đối tượng đó nữa, và bạn muốn bắt đầu một cái gì đó mới. Có nghĩa là nó không phải là một cái mối quan hệ chính thức, nhưng có thể là bạn đã có một chút tán tỉnh gì đó với một cái mối quan hệ nào đó, hoặc là bạn đang có nhiều cái sự lựa chọn cùng một lúc, thì bạn cảm thấy rằng là những cái sự lựa chọn này hoặc là những cái đối tượng ở thời điểm hiện tại nó không còn phù hợp với bạn nữa. Bạn không còn cảm thấy cái chemistry nữa, bạn không còn cảm thấy rằng là bạn đến với họ để học somehow, là học một cái bài học gì đó, sau đó là bạn cảm thấy là không có còn kết nối nữa, và thế là bạn đang mong chờ một cái kết nối mới, bạn đang mong chờ một cái người mới đến để bạn có thể tiếp tục trên cái con đường mà hội ngộ lại với cái soulmate đích thực của mình á, cái soulmate để đời của mình á. Cho nên là bạn đang cái việc đó nó xuất phát từ cái việc là bạn hiểu rõ cái giá trị của mình nằm ở đâu. Khi mà bạn tới với một cái mối quan hệ, bạn học xong cái bài học trong cái mối quan hệ đó, và bạn cảm thấy rằng là cái giá trị của mình xứng đáng hơn rất là nhiều, và mình xứng đáng có một cái người nào đó mà họ đầu tư vào cái mối quan hệ này như cái cách mà mình cũng đầu tư, không phải là như cái cách mà là bằng cái nguồn năng lượng, với cái nguồn năng lượng mình đầu tư vào cái mối quan hệ này, có nghĩa là 50-50 á, và bạn cảm thấy bạn xứng đáng với cái điều đó. Cho nên là bạn cứ tiếp tục đầu tư vào mình thôi, bạn cứ tiếp tục phát triển bản thân mình và bạn move on, bạn tiến tới tiếp với những cái mối quan hệ mới và tìm hiểu những cái người mới, và thế là sắp tới rất là nhanh thôi sẽ có một cái new love xuất hiện, sẽ có một cái người mới xuất hiện, và họ sẽ làm cho bạn cảm thấy rất là được kết nối. Có thể là cái người này họ có vẻ là họ mang cái nguồn năng lượng nữ tính nhiều hơn, không phải là họ ẻo lả hay là như thế nào, chứ không quan tâm là giới tính của họ là gì, hay là bạn có thuộc giới tính thẳng hay là cộng đồng LGBT hay là thế nào, chứ không quan tâm. Nhưng mà cái người mà sắp đến với bạn á, họ sẽ mang cái phần feminine nhiều hơn. Họ sẽ mang cái phần feminine ở đây có nghĩa là cảm xúc này, sự nhạy cảm này, trực giác này, sự nuôi dưỡng này, thì có thể là cái người đấy họ mang cái nguồn năng lượng như vậy nhiều hơn. Tiếp theo là bạn có receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Tiếp theo là bạn có ask for help. Wow. Tiếp theo là bạn có listen to your heart. Và tiếp theo nữa là bạn có have patience. Ok, và cuối cùng là bạn có fox. Chị cảm giác nhá, hãy nhận cái thông điệp liên quan tới mình thôi nhá, nhưng mà đây là một cái thông điệp rất cụ thể cho cái tụ này này. Có nghĩa là cái người này á, cái người mà bạn đang để mắt tới, hoặc là có một người nào đó mà thậm chí là bạn còn chưa biết đến sự hiện diện của họ, nhưng mà họ đang rất là thích bạn, có nghĩa là họ đang hỏi khắp nơi, hoặc là hỏi bạn bè của họ xem là phải làm thế nào, có nên nói gì hay không, có nên make a move, có nên bật đèn xanh hay không, hay là làm thế nào để bật đèn xanh với cái người này để người ta biết là mình thích mình, để bạn biết là họ đang thích bạn á. Họ hỏi bạn bè của họ rất là nhiều, họ lắng nghe bản thân, lắng nghe cái trực giác bên trong bản thân mình rất là nhiều, để xem là lúc nào là lúc mà hoàn hảo để họ có thể bật đèn xanh và họ có thể ngỏ một cái lời gì đó, hoặc là nhắn cho bạn một cái tin, hoặc là có một cái hành động gì đó để cho bạn biết rằng là họ đang muốn tìm hiểu bạn á. Và hãy có cái sự kiên nhẫn, thì biết rằng là bạn đã làm việc rất là nhiều với mình và đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ rất là lâu rồi, nhưng mà hãy kiên nhẫn, cái tình yêu đẹp đẽ và xứng đáng với bạn nó đang đến rất là gần. Hãy có thêm một chút kiên nhẫn nữa, trong lúc đó thì hãy trải nghiệm, hãy tạo cái thời gian để mình có thể học thêm những cái kỹ năng mới, hay là tập trung vào bản thân mình, hay là tiếp tục cái chặng đường mà mình đang trải nghiệm cái cuộc sống này một cách bình yên. Bởi vì cái sự xáo trộn trong cuộc sống của bạn, đời sống tình cảm của bạn, nó sẽ đến rất là sớm thôi. Và trong khi mà trong cái khoảng thời gian rất là ngắn nữa, ở số 14 nữa, có thể là cái người này họ đang rất là sớm thôi, hoặc là 14 ngày nữa, hoặc là sau đó 2-3 tuần nữa gì đó, họ sẽ cuối cùng họ sẽ bỏ cái mặt nạ của họ xuống. Họ đang giấu giếm bạn một cái điều gì đó. Cái người này có thể là bạn biết rồi hoặc là chưa biết, nhưng mà họ đang giấu giếm cái tình cảm của họ. Họ đang che một cái mặt nạ rất là lớn để không có bị lộ ra ngoài rằng là họ thích bạn á. Mặc dù là có thể là cái đối tượng này, nếu như bạn biết rồi thì bạn sẽ ngửi được cái mùi rất là nhanh rằng là họ đang thích bạn.
Nhưng mà có thể là bạn cũng đang phân vân không biết là họ thích bạn hay không, thì đây là một cái lời khẳng định rằng là họ đang rất là thích bạn, và sớm thôi họ sẽ phải bỏ cái mặt nạ này xuống. Hoặc là chính bản thân bạn sẽ quyết định là nghe theo cái trực giác của mình, nghe theo cái trái tim của mình, và nói một cái gì đấy với họ, bật cái đèn xanh với họ, hoặc là gợi ý cho họ một cái gì đó để cho họ có thể tự tin bước về phía bạn á. Bạn hoàn toàn xứng đáng với cái một mối quan hệ mới tuyệt vời hơn, xứng đáng với cái giá trị của bạn hơn, xứng đáng với cái nguồn năng lượng Queen of Wands này của bạn hơn. Cho nên đừng có sợ hãi hay là áy náy rằng là cái mối quan hệ này lúc đầu nó sẽ như thế rồi lúc sau nó sẽ lại bùng lên, hay là nó sẽ lại lặp vào cái mối quan lại lặp vào cái vòng lặp khác, lại lặp vào cái vòng lặp mà ngày trước mình đã từng lặp vào rồi. Đừng có để cho mình ở trong một cái trạng thái suy nghĩ tiêu cực như vậy. Hãy nhớ rằng là bạn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, bởi vì bạn đã vượt qua rất là nhiều để mà leo lên được cái ngôi vị Queen of Wands này. Thì cái cô Queen of Wands này đã phải qua rất nhiều những cái mối tình hoặc là những cái chặng đường phát triển tâm linh một cách cực kỳ gian khổ rồi. Thì đến ngày hôm nay cô mới có thể ngồi một cách điềm tĩnh, tự cầm trên tay mình cái bó hoa, tự đeo cho mình cái vương miệng, tự cầm cái cây trượng này, cái cây gậy này, và cảm thấy rất là yên bình, cảm thấy rất là tỏa sáng trong chính cái nguồn năng lượng của cô đấy. Cho nên vũ trụ thưởng cho bạn cái món quà này. Có thể đây sẽ là một cái mối quan hệ mà chính thức đi vào cái mối quan hệ tình cảm, tình yêu đôi lứa, hoặc có thể đây là một cái mối quan hệ tri kỷ mà sẽ đi rất là về lâu về dài về sau, một cái người mà bạn có thể chia sẻ, một cái người mà có thể làm tri kỷ của bạn, một cái mối quan hệ mà nó còn đặc biệt hơn rất nhiều so với cái tình yêu đôi lứa bình thường. Cho nên là hãy chấp nhận nó, đừng có rụt rè sợ hãi, hãy cho mình cái cơ hội để mở lòng, bởi vì bạn xứng đáng với cái mối quan hệ mà tốt đẹp hơn. Nếu như bạn nào đang có một cái sự phân vân trong cái nguồn năng lượng của mình là không biết mình có nên chờ đợi hay là settle, cái từ tiếng Việt là cái gì ta, có nghĩa là đối với một số bạn mà có đang có một cái mối quan hệ tìm hiểu một ai đó rồi nhá, và bạn cảm thấy rằng là mình xứng đáng nhiều hơn thế nữa, và mình muốn chờ đợi một cái người nào mới đến với mình bởi vì mình xứng đáng nhiều hơn thế nữa, thì đây là cái sự khẳng định rằng là bạn đang nghĩ rất là đúng, bạn đang lựa chọn rất là đúng. Cái mối quan hệ vừa qua, một cái chút gì đó, nó chỉ cảm giác như nó chỉ là một cái, nó thắp lên cái ngọn lửa bên trong bạn thôi, và nó chỉ là một cái bài học gì đó, một cái khoảnh khắc nhỏ nào đó trong cuộc sống của bạn thôi. Còn tiếp theo, cái người mới sắp tới á, mà bạn đang chờ đợi á, hãy nhận cái thông điệp liên quan tới cái những cái gì mà bạn đang nghĩ ở thời điểm hiện tại nhá. Bạn đang chờ đợi một cái người nào đó mới hơn, đủ cái sự xứng đáng đối với bạn hơn, thì đây là cái sự khẳng định rằng là bạn đang đúng đường, đi rất là đúng đường, và cảm nhận rất là đúng cái trực giác, cái cảm nhận và cái cảm xúc của mình ha. Còn lại đối với những bạn nào mà đang độc thân, đang có đối tượng và đang chờ đợi một cái người mà mình đã biết rồi để đến mở lòng, bật đèn xanh với mình, bởi vì mình đang rất là thích người ta rồi á, thì hãy nhớ rằng là nó sẽ xuất hiện rất là sớm thôi. Tại vì cái người này á, họ cũng đang rất là sợ. Cái người này họ cũng đang rất là sợ, họ đang rất là hoảng hốt là tại sao mình lại thích cái người này đến như vậy. Họ đang rất là hoảng hốt rằng là mình có nên làm gì hay không, bật đèn xanh hay không, mình có nên make a move hay không, làm điều gì đó để cho họ biết là bạn biết là họ thích bạn hay không. Và họ đang rất là khó nghĩ, họ đang rất là bế tắc, cho nên hãy cho họ thêm một chút thời gian nữa. Họ sẽ tới rất là sớm thôi. Họ sẽ đến rất là sớm thôi trong một cái khoảnh khắc bất ngờ. Và đây là một cái nguồn năng lượng rất là dễ thương, cho nên là chúc mừng tụ một ha. Ok, cảm ơn tụ 1 rất là nhiều. Đó là thông điệp dành cho tụ 1. Cảm ơn các bạn tụ 1 đã like, subscribe, đã ủng hộ cho, donate cho kênh của Chi. Bây giờ Chi sẽ đến với tụ 2. Một nguồn năng lượng rất là dễ thương. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ 2. Xin chào các bạn tụ 2. Xin chào tất cả các bạn tụ 2. Tụ 2 có khỏe không? Lâu lắm rồi Chi mới trở lại với cái chủ đề tình cảm này. Mong là sẽ có cái thông điệp mà các bạn cần nghe. Thông điệp tình yêu dành cho tụ 2 ngay tại thời điểm này.
thông điệp tình yêu. Các bạn thường hỏi Chi là ở tại sao không có những cái chủ đề như là về người ta đang đào sâu vào những cái chủ đề tình yêu, bởi vì thực sự là không phải đó không phải là thế mạnh của Chi, mà là thực sự là Chi không có được lôi cuốn và thôi thúc quá nhiều để tìm quá nhiều thông điệp, lắng nghe quá nhiều thông điệp về chuyện tình yêu đôi lứa, tình cảm đôi lứa. Mà Chi chỉ có cái thôi thúc những cái thông điệp nào mở hoặc là cụ thể dành cho các bạn để các bạn có thể chữa lành nhiều hơn cho chính bản thân mình. Từ đó các bạn có thể thu hút một cái mối quan hệ tình cảm mà nó đúng với cái tần số của mình á. Cho nên là Chi không có đi sâu quá nhiều vào các cái chủ đề tình yêu, tình cảm. Và Chi cũng thấy là có rất là nhiều kênh làm những cái chủ đề đó rồi, cho nên là Chi nghĩ mình không cần thiết phải làm nữa. Ok, thông điệp tình yêu dành cho tụi hai. Thông điệp tình yêu ngay tại thời điểm này dành cho tụi hai. Thông điệp trong chuyện tình cảm, thông điệp tình yêu ngay tại thời điểm này dành cho các bạn tụi hai. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn tụi hai. Thông điệp tình yêu trong thời điểm này dành cho các bạn tụi hai. Các bạn có thể tua tới đoạn Chi đọc bài ha. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn tụi hai. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn tụi hai. Quên mất các bạn tụi hai là Florid. Ui cha. Thông điệp tình yêu dành cho các bạn tụi hai. Có vẻ đang rất nhiều lửa. Chỉ thấy là ví dụ như tụ 1 là thiên về phần độc thân nhiều hơn, thì tụ này có thể là độc thân có đối tượng rồi, hoặc là trong một mối quan hệ mập mờ, hoặc là đang ở trong một cái mối quan hệ ban đầu mới chớm nở, hoặc là đã có mối quan hệ rồi. Nhưng mà nói chung là Chi thấy đang ở cái giai đoạn mà khá là nhiều lửa. Cái lửa ở đây á, nó có hai mặt. Nó có cả lửa đam mê, nhiệt huyết, và nó cũng có cả lửa của việc xung đột ở đây, tức giận một cái gì đó. Cho nên là Chi sẽ để trải bài ra xem sao. Ok, ta sẽ đến với tụ 2. Các bạn có love yourself first. Wow. Các bạn có pay attention to the red flag này. Các bạn có past life relationship này. Các bạn có express your love. Và các bạn có wedding. Ok, rất nhiều lửa ở đây. Có thể là bạn hoặc là người đó, hoặc là cả hai bạn ở trong 4 chòm sao như là mặt trời, mặt trăng, cung mặt trời, cung mặt trăng, điểm mọc, hoặc là sao Venus của các bạn trong bảng của các bạn có cung lửa, sư tử, bạch dương. Sư tử, bạch dương gì nữa nhỉ? Tự nhiên quên rồi. Các bạn có Ace of Wands. Để chị nhớ xem nào.
Leo, à, Sư tử Bạch Dương nhân Mã. Các bạn có Ace of Wands. Các bạn có Four of Cups. Các bạn có Six of Cups. Các bạn có King of Wands. Các bạn có Eight of Cups. Ok. Chi xem nào. Cho chi vài phút. Các bạn có Ten of Swords. Ok. Các bạn có 3 ly. Wow. Các bạn có 10 of Wands. Các bạn có 8 of Cups. Oh my god. Một lần nữa, các bạn có 5 of Cups. Các bạn có Strength. Các bạn có Judgment. Các bạn có The Burden. Comparison. Totality. Các bạn có Patient. Các bạn có Birds. Like Attract Light. Be willing to express love. The heart of the matter. Và express love through gift. Well, không biết bắt đầu từ đâu nhỉ. Như thế này nhá, chị thấy rằng là cái khoảng thời gian gần đây á, có lẽ là bạn mới có một cái đối tượng nào đó. Bạn mới đang tìm hiểu một cái đối tượng nào đó, hoặc là các bạn có một cái mối quan hệ mập mờ với một cái người nào đó. Và chị thấy rằng là cái nguồn năng lượng về mặt chemistry, về mặt kết nối cảm xúc, hoặc là cơ thể vật lý, rồi là hóa học, tất cả mọi thứ nó kết nối rất là mạnh. Khi mà các bạn gặp nhau, các bạn tưởng chừng như là cái mối quan hệ này nó rất là meant to be. Và thực ra thì nó meant to be thôi, nó được định đoạt, nó được sắp xếp. Thậm chí là các bạn là cái mối quan hệ mà đi từ kiếp trước của nhau. Thật ra thì tất cả những cái người mà bạn chạm mặt và có kết nối ở trong cái kiếp này đều là những người mà bạn có cái mối quan hệ ở trong kiếp trước rồi. Cho nên là đến với một cái trải bài nào, với một cái mối quan hệ mà kết nối mạnh mẽ nào, các bạn cũng sẽ hiện lên cái lá past life relationship này. Chị thấy là như thế này á, cái mối quan hệ này nó khiến cho bạn cảm giác như, và đúng là past life relationship, đúng là cái mối quan hệ đến từ kiếp trước, nó có một cái cảm giác rất là thân thuộc. Và bạn có một cái cảm giác là cái người này rất là thân thuộc, như là một cái người mà bạn đã gặp từ rất là lâu rồi, bạn có kết nối từ rất là nhiều, từ ngàn kiếp, từ rất là nhiều năm rồi. Thậm chí đây còn là một người mà có thể là bạn đã từng gặp hồi còn bé rồi. Và bạn cảm thấy rất rất là được kết nối với họ. Họ và bạn có rất là nhiều những cái hóa học khi mà ở bên cạnh nhau, hoặc là khi mà nói chuyện kết nối với nhau. Bạn cảm thấy có một cái gì đó rất là đặc biệt với cái người này. Nhưng cái khoảng thời gian gần đây có vẻ như là bạn lại nhận được những cái tín hiệu, bạn lại nhận được những cái dấu hiệu từ vũ trụ tới với cái việc là một cái vòng lặp nào đó nó đang lặp lại và bạn chưa giải quyết được cái vấn đề đó. Có thể là cái người này cái khoảng thời gian vừa qua họ không có dành thời gian nhiều cho bạn này, hoặc là các bạn đang ở cái khoảng cách địa lý xa này, hoặc là bạn lại một lần nữa sợ hãi này, hoặc là bạn lại bất an này, có nghĩa là hoặc là họ không có bạn. Trong cái mối quan hệ này luôn có một cái người mà thể hiện nhiều hơn, có nghĩa là nó đang có một cái người mà thể hiện nhiều hơn, có thể là bạn, có thể là họ, nhưng mà chỉ có cảm giác là bạn nhiều hơn. Bạn tặng quà cho người ta nhiều hơn, hay là bạn cho đi cái tình cảm của mình nhiều hơn, hay là chị không nói đến cái việc là bạn sai khi bạn làm điều đấy, nhưng chị đang kể ra để cho các bạn nhận thấy rằng là nó đang có một cái vòng lặp lại trong cái chuyện rằng là không có 50-50 trong một cái mối quan hệ, có nghĩa là không có cái sự cân bằng trong một cái mối quan hệ, mà lúc nào cũng có một cái người mà trao đi nhiều hơn. Ở đây có rất là nhiều lá trao đi, có lá be willing express love này, rồi là express your love này, rồi là six of cups này, bó hoa này, rồi là ten of swords này, có nghĩa là có một cái người nào đó ở trong cái mối quan hệ này đang
trao đi nhiều hơn là nhận lại, và có một người đang nhận lại nhiều hơn là cho đi, cho nên là nó mất cái sự cân bằng ở trong cái mối quan hệ này, và bạn đang là cái người mà nhận ra cái vấn đề đó. Bạn somehow, bạn bằng một cách nào đó, bạn nhận ra, bạn ngửi được cái mùi đó, bạn cảm nhận được cái việc là à, hình như cái mối quan hệ này nó lại đang giống với những cái mối quan hệ cũ của mình. Mình chạy theo người ta nhiều hơn, mình đến với người ta nhiều hơn. Có thể là nếu ở cái khoảng cách địa lý xa thì là bạn bay tới người ta nhiều hơn, hay là bạn đi tới gặp người ta nhiều hơn là họ. Họ không có dành thời gian, họ không có cố gắng, họ không có dành ra cái cơ hội, tạo ra cái điều kiện để họ tìm tới gặp bạn, hay là để họ trao cho bạn những cái tình cảm, họ trao cho bạn những cái món quà, mà bạn luôn là cái người làm cái điều đó nhiều hơn. Và bạn đã rất kiên nhẫn trong cái mối quan hệ này, bởi vì bạn là một cái trái tim rất là to. Bạn có một cái trái tim rất là nhiệt huyết, rất là to, cho nên là bạn luôn luôn trao đi cái tình yêu thương vô điều kiện. Điều đó là rất tốt. Khi mà bạn trao đi cái tình yêu thương và bạn không mong chờ điều gì, điều đó là rất tốt. Nhưng khi bước vào một cái mối quan hệ trưởng thành, một cái mối quan hệ nó yêu cầu cái sự cân bằng, thì nó mới có thể bền chặt được và nó mới có thể đem lại cho bạn hạnh phúc. Cho nên ở đây nó đang có rất là nhiều những cái dấu hiệu liên quan tới cái việc là bạn cảm thấy một lần nữa bạn lại là cái người mà trao đi nhiều hơn cái sự nhận lại. Và bạn cảm thấy cái sự mất cân bằng đó. Cho nên nếu như ở đây trong cái trải bài này ngày hôm nay, bạn đang thắc mắc rằng là bạn có nên dẹp cái mối quan hệ này sang một bên để mà tập trung lại vào cái tình yêu thương dành cho bản thân mình như trước đó, để chờ đợi một cái người nào mà nó xứng đáng với cái giá trị của mình hơn á, thì đây là cái sự khẳng định từ vũ trụ rằng là bạn quyết định đúng nếu như bạn định làm như thế. Cái mối quan hệ này nó tưởng chừng như là bạn có một cái cảm giác á, lúc đầu khi mà gặp á, bạn có một cái cảm giác là có thể là mình sẽ đi rất là xa với cái người này, có thể là mình sẽ đi tới một cái sự cam kết nào đó với cái người này, và cũng có thể là các bạn sau này sẽ đi tới với cái sự cam kết, bởi vì các bạn có một cái sự kết nối rất là mạnh. Các bạn có một cái sự kết nối rất là mạnh về mặt linh hồn và past life relationship nữa. Nhưng ở cái thời điểm này, bằng một cách nào đó hoặc vì một lý do nào đó mà cái người kia họ chưa có phát triển đủ đầy hay cân bằng về mặt hành trình tâm linh, họ chưa có nhận thức được những cái bài học cũng như là những cái mà nó cần phải có để cân bằng trong một cái mối quan hệ. Cho nên là chúng ta không thể nào mà trách họ được, cũng như là chúng ta không có trách họ, mà chúng ta chỉ đang soi chiếu lại xem là cái vòng lặp này nó có đang lặp lại hay không, và bạn cần phải xử lý như thế nào để bạn giữ vững được cái giá trị cũng như là cái tình yêu dành cho bản thân mình. Nếu như bạn đang hỏi Chi là cái mối quan hệ này bạn có nên rời bỏ cái mối quan hệ này hay không, bạn có nên move on, buông bỏ để mà bước đi về phía trước hay không, thì đây là câu trả lời dành cho bạn. Chắc chắn là bạn nên làm cái điều đó. Nếu như bạn cảm thấy, và hãy nhận thông điệp liên quan tới câu chuyện của mình thôi nhá, nếu như bạn cảm thấy cái người này cực kỳ kết nối với bạn, rất nhiều những cái sự kết nối với bạn, nhưng họ đang khiến cho bạn có một cái cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa. Họ đang khiến cho bạn có một cái cảm giác là bạn bỏ ra nhiều công sức hơn, bạn bỏ ra nhiều cái năng lượng hơn, đầu tư hơn nhiều vào cái mối quan hệ này, thì đây là cái lúc mà bạn cần phải bước đi. Đây là cái lúc mà bạn cần phải cân bằng lại cái giá trị cũng như là cái tình yêu dành cho bản thân mình. Bởi vì một lần nữa, cái cảm xúc mà từ những cái mối quan hệ cũ mà bạn bị bỏ rơi á, nó khiến cho bạn cảm thấy lại khó chịu. Và bên cạnh cái việc mà bước đi và cân bằng lại cái tình yêu thương dành cho bản thân mình, thì bạn cũng cần phải quay lại cái mối quan hệ mà nó khiến cho bạn có cái cảm giác này ở trong quá khứ á, để mà chữa lành cái vết thương đó trước. Sau đó bạn xem là cái người này họ mang lại, dấy lại lên những cái nỗi đau nào ở trong cái tổn thương ở trong quá khứ của bạn. Sau đó bạn chữa lành cái vết thương đó, rồi bạn tập trung vào cái việc là đầu tư lại vào cái niềm vui và động lực sống, cái nguồn năng lượng sống ở trong cái hành trình của mình. Đi gặp gỡ bạn bè, đi gặp thêm nhiều những cái cộng đồng mới, tới với nhiều những cái môi trường mới hơn, để cho bạn có thể một lần nữa cảm nhận được cái nhiệt huyết, cảm nhận được cái sự nhiệt huyết ở trong cái cuộc sống này, cảm nhận được cái sự cân bằng, cảm nhận được cái sự công bằng và cân bằng ở trong cái giá trị của bạn. Thì lúc đó sẽ là cái lúc mà bạn tìm thấy được cái năng lượng tình yêu một cách đích thực, một cái true love, một cái tình yêu đích thực dành cho bạn, cho dù đó có phải là người đó hay không. Thì Chi chỉ muốn nói rằng là đó là một cái câu trả lời rất là rõ ràng. Nếu như bạn đang cảm thấy rằng là bạn cần một cái câu trả lời cho cái việc là bạn có nên chờ đợi cái người này hay là bước tiếp, hãy hỏi bản thân mình
xem là mình còn thấy cái giá trị của mình ở trong cái mối quan hệ này hay không. Hay là ngày nào mình cũng phải suy nghĩ xem là tại sao mình trao đi nhiều như vậy, mình đầu tư nhiều thời gian như vậy, mình làm nhiều việc như vậy, mình học nhiều bài học như vậy, mà đến với cái chặng đường này mình vẫn gặp một cái mối quan hệ mà nó không tự nhiên, mình cứ cảm thấy là nó không có đủ đầy, mình không có được tôn trọng cái giá trị, hay là mình không có được đuổi theo, hay là mình không có được cân bằng ở trong cái mối quan hệ này. Một cái người đang cho đi nhiều hơn rất là nhiều, còn cái người còn lại thì đang phải rất là dè chừng, và cũng như là có rất là nhiều những cái suy nghĩ, cũng như hoặc là cái người kia bằng một cái lý do vào về một cái lý do nào đó mà họ đang phải lo nghĩ quá là nhiều. Họ đang lo nghĩ quá là nhiều, họ đang bận rộn quá là nhiều với cái cuộc sống của họ, với công việc hoặc là với cái trách nhiệm của họ, mà họ không dành nhiều cái thời gian cho bạn. Thì đó không phải là lỗi của họ, mà đó chỉ là bởi vì ở cái thời điểm này bạn cần học cái bài học về phía bạn. Cần phải học cái bài học về cái chuyện là giá trị của bản thân và yêu thương bản thân. Hãy đến với một cái mối quan hệ nếu như ở đó bạn nhìn thấy cái sự cân bằng, công bằng và cái giá trị của chính mình, cái sự phát triển của chính mình ở trong đó. Còn nếu như bạn chưa cảm thấy được điều đó thì hãy move on, hãy bước đi khỏi cái mối quan hệ đó, tiến về một cái chân trời mới, tiến về một cái ánh sáng mới. Hãy đủ cái sự kiên nhẫn và cái sức mạnh từ bên trong để bước đi khỏi những cái gì mà nó không phục vụ cho cái mục đích hạnh phúc của mình. Bởi vì bạn đã quá nặng nề trong một cái khoảng thời gian khá là dài vừa qua, khoảng tầm một vài tháng hoặc là một vài tuần vừa qua, bạn đã suy nghĩ rất là nhiều, mang trong mình rất là nhiều những cái năng lượng nặng nề từ cái mối quan hệ này. Bạn cần phải rõ ràng với cái người này, hãy trò chuyện, hãy nói heart to heart conversation, hãy nói những cái sự chân thật đối với cái người này, những cái gì mình mong muốn, những cái gì mà mình cảm thấy rằng là mình nên làm, và quyết định, có một cái quyết định cho mình ở trong cái mối quan hệ này là ở lại hay là bước đi khỏi cái mối quan hệ này vì cái tình yêu và cái giá trị của bản thân. Tình yêu bạn có thể tìm thấy ở khắp nơi, nhưng đừng đánh mất cái giá trị của bản thân mình trong bất cứ một cái mối quan hệ nào mà chỉ mang tính chất mang lại cái bài học cho bạn thôi. Ok, đó là tất cả những gì mà Chi dành cho tụ hai. Hãy nhìn nó, hãy nhìn cái mối quan hệ, khi bước vào một cái mối quan hệ hãy thật quan sát, chú ý. Chi không nói rằng là mình phải suy nghĩ quá nhiều, hãy mở lòng đến với tất cả những cái mối quan hệ mới, nhưng hãy tập cái thói quen quan sát và ý thức xem là mình nên giải quyết những cái vấn đề vòng lặp như thế nào. Mình đào sâu và xem là cái mấu chốt của cái mối quan hệ này là để làm gì. Nó có mang lại cho mình cái cảm giác là an toàn, cái cảm giác là được trân trọng, cái cảm giác là mình thoải mái hay không? Hay là nó vẫn trigger bằng một cách nào đó, nó vẫn dội lên những cái sự lo lắng bên trong mình. Thì mình cần phải xem xét lại cái điều đó ở bên trong mình, chữa lành cái vết thương đó ở bên trong mình, và bước tiếp phát triển bản thân mình để sau này, để sau cùng bạn có thể thu hút lại được một cái người mà họ hoàn toàn xứng đáng với cái tần số của bạn, họ hoàn toàn phù hợp với cái tần số của bạn. Sắp tới Chi cũng thấy rằng là bạn sẽ có một cái lời mời nào đó tới với một cái cộng đồng nào đó, hoặc là bạn có một cái lời mời nào đó, một cái thư mời nào đó tới với một cái cuộc vui nào đó, hoặc là đám cưới, hoặc là sinh nhật, hoặc là một cái hội họp gì đó, có thể là cái đám cưới, và bạn sẽ gặp một cái người mới, một cái người mà có thể là lâu rồi bạn không gặp, một cái người cũ lâu rồi bạn không gặp, hoặc là cũng có thể là một cái người mới hoàn toàn. Nhưng mà bạn sẽ cảm thấy là hãy kiên nhẫn với cái hành trình này, bởi vì Chi nghĩ rằng là trong cái cuộc hội họp, hội ngộ lần đó, cái lời mời đến với một cái đám cưới hay là một cái sinh nhật hay là một cái cuộc hội ngộ, một cái party nào đó, bạn sẽ gặp được một cái người mà một lần nữa thắp sáng cái ngọn lửa bên trong bạn. Bởi vì bạn học được cái bài học ở cái mối quan hệ này, bước đi khỏi những cái gì nó không phục vụ cho cái giá trị và cái tình yêu thương dành cho bản thân mình, thì bạn sẽ gặp một cái người mà họ cũng đem lại cái nhiệt huyết, cũng đem lại cái kết nối đầy lửa, nhưng họ xứng đáng với cái giá trị và cái năng lượng mà bạn bỏ ra vào một cái mối quan hệ. Bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó từ trong chính cái trái tim của bạn, và cái tình yêu nó sẽ xuất phát từ khắp mọi nơi. Bởi vì nó tỏa ra từ chính bạn thì nó sẽ được thu hút lại vào rất là nhiều đến với bạn, những cái tình yêu đích thực. Cho nên là hãy dành thời gian nhiều hơn với bạn bè của mình, với bản thân mình. Đây là cái chặng đường quan trọng, cái bước
vượt ra khỏi cái mối quan hệ này á, cái mối quan hệ mập mờ này á, là cái bước quan trọng ở trong cái hành trình thức tỉnh của bạn. Cho nên là hãy có đủ cái sức mạnh từ bên trong để đưa mình ra khỏi cái vị trí mà lại tự đưa mình vào vũng bù lầy á. Hãy tự đưa mình ra khỏi cái đống bù lầy đó. Ok, đó là tất cả những cái gì mà Chi dành cho tụ 2. Cảm ơn tụ 2 rất là nhiều. Đó là thông điệp ngẫu nhiên tình yêu dành cho tụ 2 ha. Chi sẽ đến với tụ 3. Xin chào tất cả các bạn tụ 3. Quên không cảm ơn các bạn tụ 2, nhưng mà cảm ơn tất cả các bạn tụ 2 nếu như các bạn chưa rời khỏi video này ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã like, subscribe, comment, ủng hộ và donate cho kênh của Chi. Bây giờ Chi sẽ đi với tụ 3. Xin chào tất cả các bạn tụ 3. Tụ 3, các bạn có thạch anh khói. Chi vừa được tặng cục này và rất là thích. Đấy, lại nói là thích nữa rồi, chết rồi, cứ đến tụ 3 lần. Ok, chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay thì tụ 3 có thông điệp gì, thông điệp tình yêu gì dành cho các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 khỏe không? Vừa mới lật ra này thấy The Lover với cả Ace of Cups. Ok, chúng ta sẽ xem là nó có như vậy hay không nhá. Các bạn có khỏe không? Ta sẽ xem là thông điệp tình yêu dành cho tụ 3 ngay tại thời điểm này là gì. Thông điệp dành cho tụ 3, thông điệp tình yêu dành cho tụ 3 ngay tại thời điểm này. Nghe thấy cụm từ độc thân vui vẻ. Không biết là tụ 3 kiểu như là đang vừa mới bước ra khỏi một mối quan hệ cực kỳ trông gai và đang rất là tận hưởng, không phải là vừa mới bước mà là vừa mới bước ra khỏi cái trạng thái chữa lành cho một cái mối quan hệ tồi tệ vừa qua. Cho nên là maybe Chi nghe được cái từ độc thân vui vẻ đó. Đang rất là tận hưởng cuộc sống ấy, kiểu như thế. Và đang không muốn, thậm chí là có những bạn nó không muốn có người yêu vào thời điểm này. Thông điệp tình yêu dành cho tụ 3. Thông điệp tình yêu dành cho tụ 3 ngay tại thời điểm này. Thông điệp tình yêu dành cho tụ 3 ngay tại thời điểm hiện tại. Thông điệp tình yêu dành cho tụ 3 tại thời điểm này. Thông điệp dành cho tụ 3 ngay tại thời điểm này. Thông điệp tình yêu dành cho tụ 3 tại thời điểm này. Các bạn có thể tua tới phần đọc bài luôn ha. Thông điệp dành cho tụ 3
tình yêu ngay tại thời điểm này. Ok. Ok. Ta sẽ xem. Ôi trời. Ta sẽ xem nhá. Thông điệp tình yêu dành cho tụ ba ngay tại thời điểm này. Không biết là đây có phải tụ dành cho mình hay không mà mình lại khen cái viên đá của tụ ba. Chúng ta có Four of Wands. Mở đầu pass, mở pass bằng một cái lá rất là đẹp. Không biết các bạn nào là fan của Friends hay không, nhưng mà Chi là cuồng Friends, xem đi xem lại cái bộ phim này không biết đến bao nhiêu lần, không đến cái nỗi mà thuộc tất cả những cái lời thoại ở trong 10 cái season của cái phim này, cái series này á. Và bạn của Chi, một cái người bạn rất là tốt ở bên Úc, bạn ấy đã rất là hiểu và biết rằng là Chi rất là thích Friends, cho nên là mua cho Chi cái bộ tarot mà có hình của Friends. Đây là Ross và Rachel, một cái nguồn năng lượng cực kỳ ổn định. Và trong cái phim này á, thì cái nguồn năng lượng của Ross và Rachel á, là một cái cặp đôi mà đã trải qua rất nhiều những cái thăng trầm, chia tay rồi lại on rồi lại off, on rồi lại off, nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn về đến với nhau. Thì đây có thể là một cái nguồn năng lượng giống như bạn, hoặc là một cái nguồn năng lượng mà bạn sắp gặp được một cái người nào đó mà họ đã quen với bạn từ rất là lâu, từ những cái kiếp trước nữa rồi. Hoặc là khi mà gặp cái người này, bạn có cái cảm giác này, có thể là bạn và họ chưa biết nhau, nhưng khi gặp nhau thì bạn có cái cảm giác này với cái người này, có một cái cảm giác rất là ổn định và lâu dài với cái người này. Hoặc là bạn đang chuẩn bị cưới. Hoặc là một cái thông điệp rất là đơn giản thôi, có thể là bạn và cái vị hôn phu của bạn vừa mới cầu hôn nhau, hoặc là đang chuẩn bị cưới, hoặc là vừa mới cưới xong, hoặc là đã cưới nhau rồi. Nói chung là các bạn là một cái nguồn năng lượng rất là ổn định. Và cái nguồn năng lượng mà chị nhìn thấy ở đây nó rất là đẹp. Có, đây là trải bài chung cho nên có rất nhiều nguồn năng lượng khác nhau nó hấp thụ vào cái tập bài này, cho nên là hãy nhận thông điệp liên quan tới mình thôi nha. Nếu như các bạn còn đang độc thân thì chứng tỏ các bạn sắp gặp một cái người như vậy, hoặc là các bạn đang có đối tượng rồi thì bạn và cái người đó là cái mối quan hệ như vậy, hoặc là bạn đã cưới rồi, hoặc là đang chuẩn bị cưới, hoặc là đây là một cái dự báo cho cái việc rằng là bạn sắp chuẩn bị đi tới hôn nhân. Ok, các bạn có The Magician. Yeah, các bạn có Judgment. Cái lá Judgment ở đây và cái lá Four of Wands ở đây nó làm cho Chi có một cái cảm giác một lần nữa khẳng định một cái điều nữa là các bạn đang chuẩn bị kết hôn ấy, chuẩn bị ký giấy tờ gì đó, hoặc là đi đến một cái sự ổn định nào đó với nhau á, hoặc là đưa cái mối quan hệ này nó bước lên một cái level mới á. Các bạn có Knight of Swords. Ôi, các bạn có Knight of Wands. Các bạn có Three of Wands. Nếu như bạn đang chờ đợi một cái tin gì đó từ một cái người crush của bạn, hoặc là từ một cái đối tượng của bạn á, tin ở đây có nghĩa là có thể là bạn đang chờ cầu hôn, hoặc là bạn đang chờ một cái bật đèn xanh, một cái lời ngỏ, hoặc là một cái tin nhắn hỏi han nào đó, mở lời nào đó từ một cái người nào đó, thì cái người này họ đang đến rất là nhanh nhá. Thậm chí là cả hai bạn đang sử dụng luật hấp dẫn lên nhau á. Có nghĩa là nếu như bạn đang suốt ngày nghĩ về họ thì chứng tỏ rằng là họ đang nghĩ về bạn. Nếu như cả lúc nào mà bạn cảm thấy rằng là có một lúc nào đó tự nhiên bạn cứ nghĩ đến họ trong cả ngày và bạn không thể nào mà gạt họ ra khỏi đầu rồi được á, và họ và bạn có một cái kết nối với nhau á, thì chắc chắn là cái người đó ở thời điểm đó họ cũng đang nghĩ đến bạn, và họ cũng đang, và vô tình hai bạn sử dụng luật hấp dẫn lên nhau, hoặc là bạn đang sử dụng luật hấp dẫn với họ á, thì hãy nhớ rằng là cái luật hấp dẫn mà bạn đang sử dụng nó đang có tác dụng và họ đang đến rất là nhanh. Đây là cái nguồn năng lượng của kiếm và gậy, có nghĩa là cái nguồn năng lượng của ngày và tuần thôi á, có nghĩa là trong vài ngày nữa hoặc là trong 1-2 tuần nữa thôi họ sẽ nhắn tin cho bạn, hoặc là họ sẽ mở lời với bạn, bật đèn xanh với bạn, hoặc là họ sẽ, nói chung là bạn thực hành luật hấp dẫn nào thì bạn sẽ nhận lại được cái kết quả luật hấp dẫn mà bạn mong muốn, hoặc là bạn đang muốn họ cầu hôn bạn. Nếu như các bạn đã có một cái chặng đường dài yêu nhau rồi á, thì bạn đang muốn họ cầu hôn, hoặc là nếu như bạn đang độc thân, bạn muốn một cái người nào đó, đây là một người mà có đối tượng rồi nhá. Chi thấy rằng cái tụ này nếu như bạn chưa có đối tượng thì có thể là bạn xem lại những cái tụ trước, tụ 1. Nếu như bạn phân vân giữa tụ 1 và tụ 3 thì có thể là bạn nên xem lại một chút của tụ 1. Còn ở đây thì Chi thấy là đã có đối tượng rồi, có nghĩa là cái người này á, cái người mà bạn đang mong chờ họ đi tới với bạn và có một cái hành động nào đó với bạn, một cái sự mở lời nào đó á, thì bạn đang sử dụng cái luật hấp dẫn đó và họ sẽ đến rất là sớm thôi, rất là sớm thôi, trong vài ngày nữa thôi, thậm chí là trong ngày nay, ngày mai, ngày kia, nói chung là vài ngày nữa thôi họ sẽ nhắn tin cho bạn, họ sẽ có một cái bước ngoặt ở trong cái mối quan hệ này dành cho bạn.
Và đó là tất cả những cái gì mà bạn đã sử dụng luật hấp dẫn và bạn đang làm được cái điều đó rồi, cho nên là hãy keep it up, hãy tiếp tục. Và đây hãy nhớ rằng là vì sao bạn thu hút lại được, bởi vì trong cái lúc mà bạn thu hút á, bạn tỏa ra một cái tần số tích cực, bạn không có kiểm soát nó, bạn không có cố gắng là cứ thúc đẩy nó, mà bạn rất là tự tin và nhẹ nhàng, bạn rất là vẫn tập trung vào bản thân mình, vẫn chăm sóc cho bản thân mình, vẫn rất là dành thời gian cho mình, nhưng mà bạn vẫn luôn nghĩ và tin tưởng về cái điều đấy, cho nên là bạn thu hút lại được một cái viễn cảnh rất là đẹp với họ. Ở đây các bạn có 3 xu. Wow, page of one. Trời ơi, trời ơi, bài đẹp quá mọi người ơi, chết rồi. Bài đẹp quá, nhưng mà chị đang nhớ rằng là chị có đang thu hút ai đâu. Rồi, cái nguồn năng lượng này rất là đẹp. Các bạn có page of wands. Các bạn sắp bước vào một cái hành trình đầy lửa đam mê với một cái người nào đó, trong một cái mối quan hệ nào đó cực kỳ nhiều lửa, cực kỳ nhiều kết nối. Các bạn có 3 xu ở đây, cái mối và lovers nữa. Và Knight of Swords và Temperance. Đây là một cái mối quan hệ được bảo vệ bởi thiên thần. Đây là một cái mối quan hệ mà được bảo vệ bởi những cái linh hồn hướng dẫn đến từ ánh sáng trắng, những cái người linh hồn hướng dẫn, những cái người mà guardian angel á. Các bạn được bảo vệ ở trong cái mối quan hệ này, thế cho nên là cái chặng đường mà các bạn đến với nhau nó rất là đẹp. Có thể là lúc đầu thì các bạn vẫn còn đang nghi ngờ, nhưng mà chị thấy rằng là trong cái mối quan hệ này, khi mà các bạn đến với nhau á, nó sẽ rất là đẹp, nó như là gia đình á. Và cái người này sẽ đến rất là sớm thôi. Một lần nữa kỵ sĩ kiếm lại hiện lên, họ đang quyết định, cái lá này cũng là một cái lá nó ra quyết định, họ đang quyết định làm cách nào để tiếp cận, họ đang quyết định làm thế nào để mở lời, họ đang quyết định rằng là, hoặc là đây là cái nguồn năng lượng của bạn nhé, bạn đang chần chừ xem là mình có nên làm cái điều đó hay không. Nếu như bạn hay là cái người chủ động chẳng hạn, thì chị nói rằng là đây có thể là cái nguồn năng lượng của bạn. Bạn đang chần chừ xem là không biết là bạn có nên, bạn đang xem xét và phán xét xem là bạn có nên làm cái điều đó hay không, bạn có nên mở lời hay không, bạn có nên tới với họ hay không, bạn có nên bật đèn xanh cho họ hay nhắn tin trước cho họ hay không, hỏi han họ hay là mở lời, ngỏ lời với họ hay không. Thì đây là một cái khẳng định rằng là họ cũng đang để mắt tới bạn, họ cũng đang rất là thích bạn, và hãy làm cái điều đó ngay lập tức đi, trời ơi còn chờ đợi cái điều gì nữa. Đó là cái nguồn năng lượng. Chị có cảm giác như hoặc là cả hai có một, nếu như mà các bạn sau này đến với nhau nhá, thì hãy thử mở cái video này lên xem là các bạn có cùng nhau chọn tụ ba này hay không. Nhưng mà chị rất là nghi cái điều đó. Đây là một cái mối quan hệ mà các bạn vừa là bạn của nhau, vừa là người tình của nhau ấy. Có nghĩa là các bạn rất là hợp ý, ăn ý, mọi thứ nó rất là hợp gu của nhau. Các bạn như những cái người bạn thân với nhau, chia sẻ rất là nhiều trong cuộc sống, cũng như là các bạn trong cái mối quan hệ tình cảm thì rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê. Và đây là một cái mối quan hệ mà đi rất là lâu dài, rất là ổn định, thậm chí là có thể tiến tới hôn nhân sau này. Và đây là một cái mối quan hệ mà được bảo vệ, cho nên là hãy đừng có phán xét bản thân mình khi mà bước vào cái mối quan hệ này nữa. Hãy tự tin và bước vào cái mối quan hệ này đi. Trời ơi, ước gì đây cũng là tụ bài của mình. Ok, chúng ta có awareness. Yeah, các bạn đã ở trong cái trạng thái cô đơn rất là lâu rồi, chứ không nói là mọi người. Đây hoàn toàn không phải là cái năng lượng của cái việc là các bạn tuyệt vọng trong một cái mối quan hệ và rất là mong muốn một cái mối quan hệ đâu nhá. Đây là cái năng lượng của cái người mà các bạn đã rất là đầu tư cho bản thân mình, chữa lành cho bản thân mình, nâng cao cái tần số của bản thân mình mỗi ngày. Và đây là cái khoảnh khắc, đây là cái chặng đường mà các bạn tự tin sẵn sàng bước vào một cái mối quan hệ mà được bảo vệ, một cái mối quan hệ mới. Cho nên là cái khoảng thời gian alone này, nó cô đơn này, nó sẽ sớm chấm dứt thôi. Các bạn đã có rất là nhiều những cái bài học để mà ý thức được những cái vòng lặp của bản thân, cũng như là ý thức được những cái bài học mà mình cần phải học khi mà đến với một cái mối quan hệ. Và đây cũng là một cái lời nhắc nhở, khi mà bạn bước vào một cái hành trình mới trong cái chuyện tình cảm, hãy luôn luôn ý thức, hãy luôn luôn quan sát để mà xem là mình cần phải, nó có những cái vòng lặp nào lặp lại và mình cần phải cân bằng nó như thế nào qua tất cả những cái gì mà mình đã được học. Thì các bạn sẽ đi một cái mối quan hệ rất là bền chặt và lâu dài, thậm chí là đi tới hôn nhân. Và cái mối quan hệ này nó rất là fun, nó rất là vui và hạnh phúc ở một chỗ là nó như là những cái người bạn của nhau á. Thậm chí là sau này các bạn, ví dụ như sau này mà nếu như bạn muốn nhá, các bạn có con chẳng hạn, hoặc là lập gia đình, hoặc là các bạn đang trên cái đà mà lập gia đình và có con, đối với một số bạn mà đã lập gia đình rồi á,
với cái người này rồi á, thì cái mối quan hệ này của các bạn nó như là bạn bè, nó như là kiểu như là soulmate, tri kỷ, nó như là những cái gì mà rất là tuyệt vời và vững chãi á. Cho nên là các bạn không cần phải lo lắng đâu. Các bạn có possibility và mind. Yeah. Các bạn có religious factor. Finances and career. Chemistry. Deception, okay, very soon. Và make the effort. Ok. Ở đây á, thì chị nhìn thấy một số những cái trường hợp như sau. Có một số bạn tại sao mà họ chưa có tiến tới với bạn? Tại sao mà họ vẫn còn ở trong cái trạng thái là lưỡng lự, hoặc là bạn vẫn còn ở trong cái trạng thái lưỡng lự, chưa có mở lời, chưa có bật đèn xanh á, là bởi vì một số những cái tác động bên ngoài. Thứ nhất là các bạn đang rất cố gắng, hoặc là họ đang rất cố gắng để xây dựng một cái gì đó cho cá nhân của họ. Thứ nhất là sự nghiệp này, hoặc là cái sự ổn định này, hoặc là nếu như các bạn ở trong một cái mối quan hệ với một cái người rồi lâu rồi và bạn đang chờ đợi cái sự cầu hôn á, thì họ cũng đang rất là cố gắng từng ngày một để hoàn thiện và cải thiện cái tình trạng công việc, sự nghiệp cũng như là tài chính của mình, đang có một cái gì đấy mà họ muốn làm cho thật là vững chãi trước khi mà họ đến với bạn á, trước khi mà họ mở lời, trước khi mà họ có, họ muốn tạo một cái điều kiện tốt đẹp nhất để phát triển cái mối quan hệ bền chặt này, đặc biệt là liên quan tới cái sự ổn định về mặt công việc này, hay là gia đình, tài chính, sự nghiệp, tất cả mọi thứ họ đang cố gắng. Tất nhiên là bản thân họ không quá stress về cái việc này đâu, thì nhìn thấy là như vậy. Họ không là quá stress về cái hành trình mà phát triển bản thân họ đâu ở cái thời điểm này. Nhưng mà họ vẫn còn đang cần một cái gì đó nó chắc chắn hơn thế nữa, để cho họ có thể tự tin và ngỏ lời với bạn, tự tin để mà tới với bạn, tự tin để mà... Tất nhiên là chị không nói rằng là bạn cần một ai đó lo cho bạn. Bạn hoàn toàn là một cái người độc lập, bạn hoàn toàn là một cái người mà có thể lo cho bản thân mình. Nhưng họ là một cái người rất biết đầu tư vào mối quan hệ, cũng như là họ muốn có một cái gì đó vững chãi để bạn có thể nương tựa vào họ những cái lúc mà bạn cần. Cho nên là họ luôn muốn làm một cái gì đó cố gắng hơn, xây dựng một cái gì đó nó vững chãi hơn để có thể có một cái tương lai lâu dài bền chặt hơn đối với bạn. Ở trong cái trải bài này, cái chemistry của họ đối với bạn nó cũng rất là nhiều. Hai bạn có cái chemistry rất là lớn. Có thể là đây là một cái trường hợp chemistry, đây chị nói nha, chị cảm nhận được hai hướng. Một là bạn và họ tiếp xúc nhiều với nhau và cái chemistry, cái phản ứng hóa học giữa hai bạn, cái kết nối hóa học giữa hai bạn rất là lớn. Hoặc là các bạn không có liên lạc quá nhiều, thậm chí là bạn còn đang chờ người này liên lạc với bạn, nghĩa là lâu rồi không liên lạc, hoặc là bạn và họ chỉ là cảm nhận được cái năng lượng thích nhau, cảm nhận cái nguồn năng lượng bên cạnh nhau thôi, chứ không có thực sự là liên kết quá nhiều hay là kết nối quá nhiều về mặt vật lý, về mặt thế giới vật chất này, nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được họ á. Thì đây là một cái sự khẳng định rằng là cả bạn với họ đều có cái kết nối về mặt hóa học, kể cả là các bạn có liên lạc với nhau, có kết nối với nhau về mặt vật lý hay là không, thì các bạn cũng đều có những cái nguồn năng lượng rất là đam mê và nhiệt huyết dành cho nhau về mặt năng lượng, về mặt linh hồn. Và sắp tới, rất là gần tới đây thôi, very soon, rất là sớm tới đây thôi, họ sẽ gạt cái bộ mặt này xuống. Họ sẽ không có phán xét bản thân mình nữa, không có quá là nghiêm khắc với bản thân mình nữa về cái chuyện là tiến tới cái mối quan hệ này, hoặc là bạn, hoặc là đây là cái nguồn năng lượng của bạn, sẽ không còn quá nghiêm khắc nữa, sẽ không còn quá gọi là phải có cái nọ có cái kia thì mình mới đến với họ được, có một cái sự ổn định thì mình mới đề nghị họ được, không. Họ sẽ không, sẽ sớm thôi, họ sẽ nhận ra được cái bài học của cái việc rằng là họ không cần phải quá khó khăn đối với bản thân họ như vậy, hoặc là bạn không cần phải quá khó khăn đối với bản thân bạn như vậy. Hai người có thể cùng nhau xây dựng một cái gì đó, cùng nhau có một cái cuộc sống mà nó bình yên và nó thịnh vượng về mặt năng lượng, về mặt tất cả mọi thứ. Và chị nói rồi, khi mà mọi người tỏa ra cái gì, mọi người sẽ thu hút lại cái đó. Cho nên là khi bạn và họ học được cái bài học về mặt luật hấp dẫn á, là tỏa ra cái nguồn năng lượng tích cực và thịnh vượng thì bạn sẽ thu hút lại cái sự thịnh vượng á. Thì khi họ hiểu được cái vấn đề đó thì họ sẽ không còn cảm thấy tự ti nữa, họ sẽ không còn cảm thấy phán xét hoặc là phán xét bản thân mình nữa, mà họ sẽ thực sự là bước ra khỏi cái mặt nạ đó, bước ra khỏi cái màn che đó để tiến về phía bạn. Có cho bạn một cái lời đề nghị mà bạn đang mong chờ, có cho bạn một cái sự mở lời, một cái sự bật đèn xanh mà bạn đang mong chờ. Wow! Họ đang xem xét rất là nhiều
những cái khả năng. Và cái mối quan hệ này, như Chi nói rồi, là một cái mối quan hệ được bảo vệ bởi vũ trụ, cho nên là nó liên quan rất, liên kết rất nhiều đến với những cái bài học về mặt tâm linh dành cho các bạn. Hoặc là có thể cái người này và bạn có những cái quan niệm về mặt tâm linh khác nhau hoặc là giống nhau, nói chung là liên quan đến những cái tâm linh hoặc là về mặt tôn giáo có thể khác nhau, hoặc là đến từ những cái vùng đất mà quan niệm tâm linh khác nhau, hoặc là đến từ những cái gia đình mà quan niệm tôn giáo tâm linh khác nhau. Cái điều đó không quan trọng, đó chỉ là một cái đặc điểm để Chi nói thêm, để maybe là có thể là liên quan tới bạn thôi, còn không liên quan cũng được, không sao cả. Nhưng mà cái người này họ đang quan sát rất là nhiều những cái khả năng làm thế nào để tiếp cận bạn một cách vững chắc nhất, tiếp cận bạn, bởi vì trong mắt họ nhá, bằng một cách nào đó, sau hôm nay Chi nhắc nhiều đến cái từ bằng một cách nào đó, họ coi bạn như là một cái nàng thơ của họ, có nghĩa là bạn vừa đẹp, bạn vừa thông minh, bạn vừa giỏi giang, bạn vừa có cùng gu với họ, bạn vừa có một cái gì đấy nó rất là quyền lực ấy, cho nên là họ rất là sợ một chút gì đó, sợ rằng là họ không xứng với bạn nữa, cho nên là họ đang xem xét rất nhiều những cái khả năng của họ để cho họ họ thấy rằng là họ đủ cái giá trị và họ đủ cái khả năng để mà có thể tới với bạn á. Chứ không nói rằng là chúng ta phải nồi nào úp vung nấy, hay là phải giàu thì mới đến được với giàu, hay nghèo đến mới đến được với nghèo. Chứ không có nói bất kỳ cái vấn đề gì liên quan tới các mặt vật chất, mà là Chi đang nói là về phía họ, họ tự cảm thấy rằng là bạn là một cái gì, cái nguồn năng lượng nó rất là ổn định rồi, cho nên họ muốn có một cái khả năng, xem xét những cái khả năng mà nó ổn định nhất và nó phù hợp nhất để đến với bạn, để đề nghị bạn một cái gì đó, để mở lời, để bật đèn xanh một cách phù hợp với cái nguồn năng lượng của bạn. Chứ họ sợ rằng là mình nói linh tinh lại thành ra một là lố, hoặc là làm cho bạn cảm thấy rằng là không phù hợp với họ ấy, kiểu như thế. Nói chung là họ đang phán xét bản thân họ rất là nhiều, cho nên họ hãy cho họ thêm thời gian rất là sớm thôi, họ sẽ đến rất là sớm thôi. Những cái tin nhắn mà bạn đang mong chờ, hay là những cái mà lời nói mà bạn đang mong chờ từ họ, những cái hành động mà bạn đang mong chờ từ họ thì rất sớm thôi. Họ đang xem xét những cái khả năng ở trong cái tâm trí của họ, họ đang suy nghĩ cả về mặt logic lẫn trực giác lẫn cảm xúc. Họ đang cân bằng rất là nhiều để họ xem là mình sẽ đến với bạn bằng cách nào, bằng cái khả năng nào. Thứ hai là các bạn có snake. Wow. Các bạn có giấy yêu. Cái người này á, khi mà bốc cái lá snake lên thì chỉ có những cái thông điệp như thế này này. Cái người này á, họ vừa được kết nối với bạn về mặt cảm xúc này, năng lượng này, và thậm chí là cả về mặt sexual nữa. Có nghĩa là họ nhìn thấy bạn một cách rất là quyến rũ, họ rất là muốn gần gũi với bạn hơn. Tất nhiên đây không phải là cái mục đích của họ khi đến với bạn, nhưng mà tự nhiên thấy bạn hoặc là tự nhiên cảm nhận cái nguồn năng lượng của bạn thì họ cảm thấy là bạn rất là quyến rũ, họ cảm thấy bạn rất là sexy, họ cảm thấy bạn rất là có kết nối với họ về tất cả các mặt khác nhau. Và hơn nữa, cái lá này cũng là một cái lá mà nó khiến cho Chi cảm thấy rằng là khi mà họ nhìn thấy bạn vui vẻ bên một cái người nào đó, hoặc là có thể là xung quanh bạn có rất là nhiều những cái radar, có rất là nhiều những cái kênh, nhiều những cái người mà họ cũng thích bạn chẳng hạn, thì khi cái người này nhìn thấy cái điều đó thì họ cảm giác rất là bất an ấy. Không phải là một cái ghen tuông kiểu như là độc hại đâu mọi người, mà tự nhiên cảm thấy hơi nhột ấy, và cảm thấy rằng là mình cũng rất là muốn được cái sự chú ý của cô ấy hoặc là anh ấy. Mình rất là được muốn cái sự chú ý như vậy, và mình khá là ghen tị với cái cách mà mọi người đang thể hiện với cô ấy, và mình cũng muốn thể hiện như vậy với cô ấy, với anh ấy. Đó, nói chung là nó là cái sự ghen tuông kiểu như là dễ thương ấy, chứ không phải là độc hại. Mà Chi nhìn thấy những cái tần số ở đây thì Chi không nhìn thấy như vậy. The Union of Hearts, các bạn chắc chắn là những cái mối quan hệ được bảo vệ để được tái hợp ở trong cái kiếp này. Nó như là một cái mối quan hệ mà các bạn đang chờ đợi từ rất là lâu rồi, và chỉ trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm ở trong cuộc sống, những cái cuộc thức tỉnh để cuối cùng có thể hội ngộ lại bằng hai cái trái tim trọn vẹn như vậy. Các bạn có Simple Acts of Kindness, Relationship Pattern và Get to Know Each Other. Đó, có thể là ở cái thời điểm này, đối với một số bạn, đối với một số trường hợp thì ở cái thời điểm này, như Chi nói là các bạn mới biết nhau thôi, mới đang tìm hiểu nhau thôi. Một là tìm hiểu nhau, hai là vẫn còn đang ở cái trạng thái là không liên lạc hoặc là liên lạc rất là ít thôi ấy, nhưng mà vẫn cảm nhận được cái nguồn năng lượng của nhau á. Thì ở cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà các bạn đang soi xét lại những cái relationship pattern của mình. Bạn và cả người ấy đang soi xét lại những cái vòng lặp ở trong cái mối quan hệ của mình, những cái bài học, những cái tổn thương, và rút ra những cái bài học, rút ra những cái ý niệm mà mình cần phải
cân bằng cũng như là cần phải có ở trong một cái mối quan hệ mà yêu cầu cái sự bền chặt và cân bằng á. Đang cố gắng học hỏi lại, đang cố gắng soi chiếu lại, đang cố gắng ý thức lại những cái vòng lặp của mình để chuẩn bị bước vào một cái mối quan hệ vững chãi. Hãy, cái khoảng thời gian sắp tới là cái khoảng thời gian mà họ muốn, cả hai bạn đều muốn làm những cái điều tốt đẹp cho nhau. Có thể là các bạn khi mà ở gần nhau, các bạn mang lại cái nguồn năng lượng chữa lành rất là lớn. Bạn cảm thấy được chữa lành khi mà gần họ, hoặc là họ cảm thấy rất là được chữa lành khi mà gặp bạn chẳng hạn. Thì đây là một cái mối quan hệ như vậy. Có nghĩa là nó một cách vô điều kiện chăm sóc cho nhau, nuôi dưỡng nhau, thể hiện cái sự quan tâm và cái tình yêu thương vô điều kiện dành cho nhau. Và đây là một cái mối quan hệ cực kỳ đẹp. Hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa đối với cái mối quan hệ này. Tất nhiên nếu như bạn muốn thôi nhá. Còn nếu như bạn cảm thấy rằng là mình không muốn chờ đợi nữa, mình muốn có một cái mối quan hệ khác, thì đó là cái sự quyết định của bạn. Còn nếu như bạn cảm thấy là tất cả những cái gì mà Chi vừa nói nó không có giống như những cái như cái mối quan hệ mà bạn đang gặp phải, nó không có cân bằng cả hai bên dành cái tình cảm dành cho nhau, thì đây không phải là cái thông điệp dành cho bạn ha. Ok, đó là tất cả những gì mà Chi dành cho tụi ba. Rất là vui mừng khi nhìn thấy một cái tụ bài đẹp như thế này. Cảm ơn tụ ba rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã like, đã comment, đã subscribe, đã donate ủng hộ cho kênh của Chi. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một chuyến đi. Hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị bay tới một cái hành trình mối quan hệ tình cảm tuyệt vời ha. Ok, bạn sẽ học được rất nhiều bài học từ cái mối quan hệ này. Nhưng nó không phải là bài học theo kiểu là vùi dập các bạn như là những cái mối quan hệ thức tỉnh tâm linh trước của bạn nữa. Mà ở cái chặng đường này sẽ là cái chặng đường mà bạn bước vào một cái mối quan hệ với một cái ý niệm là mình phải luôn luôn ý thức và quan sát xem cái mối quan hệ này nó như thế nào. Mình học những cái bài học gì từ một cái mối quan hệ bền vững. Khi mà thử thách đến với một cái mối quan hệ mà có cái tính bền vững á, nó sẽ bắt buộc bạn phải ý thức và quan sát xem là mình nên giải quyết những cái vấn đề này như thế nào. Chứ không phải là mối quan hệ này là một cái mối quan hệ mà sẽ ok, sẽ như là chuyện cổ tích và sẽ luôn luôn màu hồng. Không phải, nó sẽ có những cái thử thách về mặt tâm linh, về mặt phát triển tâm linh, để cho các bạn có thể thể hiện cái tâm trí mà phát triển và trưởng thành của mình qua một đằng đẵng dài một cái chặng đường các bạn phát triển tâm linh. Thì đây sẽ là một cái mối quan hệ để các bạn thể hiện, show off cái điều đó. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào một cái video sớm nhất. Bye bye mọi người.